con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giáo hối thượng và tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta cũng có chắc học hai phần, không biết ba phần nổi không. Phần đầu là mình đọc Bali ha. Phần thứ hai vô bài học. Còn cái vấn đề thứ ba đến sau. Đây, câu hỏi đố vui là để coi có thì giờ học không có thôi. Rồi, để bắt đầu chương trình. Mời kêu bài lên, mời anh em thay phiên nhau lên đọc nha. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, xin đồng bằng. Cốt yếu về đối tượng cảnh à làm ba nó sằng ra hồ à làm ba nó sằng ra hệ à làm ba là mi là mắt rù bà rằng mà nàng sát hà đầm má mà nàng gần hà rằng mà nàng ra xa rằng mà nàng phốt thá phốt thá bà thầm mà rằng mà nàng chà tí chắc tí hàn ní phá hoàng tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát há ru ba mê quá ru và rằng ma nằm tát hà sát hà đa dô sát đà rằng ma nà đi ní thầm mà rằng ma nằm pa na pa pa sa da su khu ma ru pa citta che ta si ka ni pa na pa nya ti wa se na ta ta sa e hàng tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị và những đối tượng của sự biết có sáu, là những phần nhạy của ngũ quan. Năm sắc thần kinh, sắc tế tâm, tâm sở niết bàn và lái niệm thượng đế. Đoạn hai. Tát há chắc hú đò rí ca tà năng sắc đề sành tí rù bằng nề quá à rằng má năng tành chá ấp chức bần năng nghe quá ta so tát và rí ca chít ta đi năng pi sát ta đi ni ta ni cha bắt chít tần nhà ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Nô đồ rí ca chít ta na pa na chấp pí tha pí tắc chấp phần na a a ti tăng a na ga tăng a la pí tăng tăng chát giác thà ra à làm phá màn hồ tí. Những
Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đò ra quý nước ta chát phá ná phá tí sàn thí phá hoàng gác chú tí sàn khà ta chấp phí thầm bí giáp thà sàn phá hoàng về phí về nát phá hoàng ta rề chấp đò ra gá hi tàng bắt chức phần nào á tì tàng phần nhắc tì tí phù tàng và cà nà tâm má ni mít ta gá tí ni mít ta sàng má ta à lần ba lần hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sinh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Bài Kinh Hạnh Phúc số 22, 23, 24, 25, 26. Garavuchani vatocha Santutricha katanyuta Kalena thamma savana Etang mangalang mutana. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listening to the Dhamma regularly, I am happiness. Xin hát. Dạ, con xin kính chào thầy và cả lớp. Con xin đọc tiếp đoạn 3. À làm ba ná sằng ra hồ, tất yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 3. Tề xu chắc khu bình nhà nàng đi ní chắc thà ca măng đù bà đi ê kề cà làm ba nà nề mano tha tuất ti cần panaru pa tri pan cha lam panam se sa ni kama vachara vipa ka ni ha san na chit chit tan cha ti sap patha bi kama vachara lam panam ne va. Trong những loại này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala Niche Quang Nhà Na vut pa yut ta cha wa na ni cha ti lo kut ta ra wat chi ta sa ba lam ba na ni. Những loại tâm bất thiện là những động tốc li ti có rất cao tượng, ngoại trừ những đối tượng suy thấy. Nhà nó sầm ba yut ta ka ma wa cha ra ku sa la ni che ma pan cha ma cha na na sàn khà tâm ma phi phần nhà cú sa lần trà tí a la hát ta mắt ca a la quách chi ta sắp bà làm ba nào ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp tí
và thắng trí thông, gọi là ngũ thiền. Có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà nó sầm ba dứt ta khà mà quá chá ra quý già chè nó quý già phình nhà quất quất thấp bá nhàn trà tí tấp bà thà tí tấp bà lầm ba nhà lý. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, những loại tâm duy tác không và tâm xác định, có tất cả các đối tượng trong mọi trường hợp. Phần kinh pháp cú số 22 tới 26. Garavucha niwatocha santutticha katanyuta kalena thammasawana etang mangalamuttana. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listening to the Dhamma regularly, highest happiness. Câu xin hát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài, con xin phép được đọc đoạn 4 ạ. À rút bề sư đút tí giác chát tút thà ni ma hắc gá tà lầm bá nà ni xê xà ni ma hắc gá tá chít tà ni bá ná sắp bà ni bí bành nhát tà lầm bá nà ni lô cúp tá rá chít tà ni níp bà nà lầm bá nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đảo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi cha chít tà ni ma hát gá tê e ca quý sa tí vô hà rê áp tha nếp bà na gô chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21
15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nhàn chà giáp tá ná không vô biên xứ và akinchan nhà giáp tá ná vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm kasiná, 8 đến niết bàn. Visanuttaramuttam hi akgamak gafaluchite panchasappathacchetisattatha tathasangaho. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Anya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano dvara vachana liên quan đến tất cả. Ba, 38 pháp hạnh phúc. Garawo chaniwato chasan tuthi chakatan nyut kale na tham masawanang e tang mangalamuttamang. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listening to the Dhamma regularly, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn người đã post bài giùm. Dạ, con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con nguyên như con xin kính đảnh lễ thầy, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không thấy ai giơ tay, thôi con xung phong con đọc trước. Đoạn 1. Con đọc đoạn 1 hả thầy? Đoạn 1. A lâm bá ná sằng gá hề A lâm bá nà ní nà má rù bà rằng má nằng sách đà rằm má nằng gần thà rằm má nằng rách xà rằm má nằng phốt thấp bà rằm má nằng thầm mà rằng má nằng trà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng, sáu loại đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tất thá rù bá mề quá rù bà rầm má nằng, tất thà sách đà đá dồ, sách đà rầm má nà đì ní, thầm mà rầm má nằng bá ná bá xà, su khu má rù bá chít tá chê tá xí cá.
Nibbana Banyati Vase Nachatha Sang Gay Hành Tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tathachakuda Quý cá chích tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rầm má năng tành chá bách chúp bành năng ê quá ta thà sô ta đoà rí cá chích tà đi năng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chúp bành nhà ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí cá chích tà năng, bá ná chấp bí thầm bí bách chúc bành năng, á tì tăng, á nà gá tăng, cà lá quý mút tành, chá giá thà rá hằng, à lầm bá năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà rá quý mút tà nành, chá bá ná bá tí sành thí phá hoàng gá, chú tí sành khà tà nành, chấp bí thằng bí giá thà sầm phá hoàng, dề phùy dề ná phá hoàng tá rề, cha đòa ra gá hí tăng bách chúc bành nằng á tỳ tăng bành nhất tí phù tăng hòa cầm mằng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tá sầm má tăng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn nào như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. 38 pháp hạnh phúc tiếp theo. Gà ra vô chá ní hòa tô chá sành tút thì chá cá tành nhú tà cà lê ná thầm má quá xá năng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Thầy ơi, cái này bỏ dấu không có đúng, thành ra con đọc nó kỳ kỳ vậy thầy. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listen to the Dhamma regularly, highest happiness. Gara wo cha ni wa to cha san tu thi cha ka tan yu ta ka le na tham ma sa wa nang e tang mang ga la mu ta mang. Dạ, con xin kính tri ân người đã post bài và con xin kính nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Con xin xuống mic ạ.
Dạ, em kính chào cả lớp, kính chào thầy. Em xin đọc bài. Đoạn 3. Em xin đọc lại. Alambana Sangaho, toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 3. Tê su chắc khú quyền nhà ná đi hí giáp thá ca măng cù bá đề kề cả làm bà ná nề quá má nồ thà tú tí căng bà ná rù bà đi bàn và làm ba nàng xê xà ní cá mà quách chá rá quý bà cà ní há xá ná chít tà chá tí sắp bà tháp bí cà mà quách chá rá làm bà nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. A cú xá la ní chê quá nà nhà ná quy bác giúp tá chá hòa nà ní chà tí lô cú tá rá quách chà quách lô cú tá rá quách chí tà sắp bà láp bà nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà ná sầm ba giúp tá cà mà quát chá rá cú xá là ní chê quá bàn chá má má chà ná sàng khà tá mà phí nhà cú xá lá chà tí a ra há tà má gá phá là quá chí tà sầm bà làm bá nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông và thắng tí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà ná sầm bà yút tá cà mà quát chá rá rí giá rí già chê quá. Em xin đọc lại. Nhà ná sầm bà yút tá cà mà quát chá rá rí già chê quá rí già phí nhà quốc thá bàn nhà trà tí sắp bà sắp bá thà bí sắp bá làm bà nhà ní. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Tề xú chắc khú quyền nhà nà tề xú chắc khú quyền nhà đà đi ní giá thà cá măng rù bá đề đi kề cà làm bá nà nề quá má nồ thà tú tí cằn bà ná rù bá đi bằng chà làm bá nằng xế xà ní cầm mà quá chá rá quý bà cà ní há xá ná chít tà chà tí sàm phá thà bí cà mà quá chá rá làm bà nà nề quá. Trong những loại tâm này, xin lỗi đọc bị trùng rồi ạ. Ba mươi tám pháp hạnh phúc. 22. Rá ra vô chà ý hòa tô chà sàm sà chá sàn
tú thí chá cá tà nút tá cá lề ná tham mà sàn quá nằng ế tằng mằng gá lằng út tha mằng đức cung kính khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listening to the Dhamma regularly, highest happiness. Dạ em xin hết, cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp. Alo, dạ sư xin kính chào thầy và lớp. Sư xin phép được đọc bài đoạn 4. A rupbe su duti yacchatuthani mahakata lambanani sesani mahagata chitani banasabani pipanya nhát ta làm bát na ni lô cút ta ra chít ta ni níp ba na làm ba na ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có trong những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha vì sa paritam hi cha chitani mahagate
ekavisati vohare atanibbanago chare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiểu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đấu đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nancha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina. 8 đến niết bàn. Visanuttaramuttamhi agamagafaluchite bancha sabbathachet cheti satatha tathasangaho. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Afinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại di trừ đạo và quả a la hán. Và 6, 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm manodwara vachana liên quan đến tất cả 38 pháp hạnh phúc. Tiếp theo, 22, garavo chaniwa tocha santutthi chakatanyuta kalena thammasavanang etang mangalamuttamang. Đức cung kính, khi mừng, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, right to listening to the Dhamma regularly, higher happiness. Dạ, xin xin hết ạ. Xa thứ, xa thứ. Dạ, nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Thầm Mạng, nam mô Sàng Kaya. Dạ, bây giờ mời một vị đọc hết nguyên bài một lần nữa, đọc từ đầu tới cuối luôn, cho rõ ràng ha. Mời Nguyên Như đi. Như lên tình nguyện đọc hết nguyên bản lần một rồi chúng ta vô học luôn. Ok, Nguyên Như giơ tay lên nha. Ok. Dạ, dạ. Xin con xin đọc ạ. Dạ, xin mời đồng trì post bài dùm cho Nguyên Như nha. À, làm bá ná sang gá hồ, tác yếu về đối tượng, cảnh. A lâm bá ná sằng gá hề. A lâm bá nà ní nà má ru bà rằng má nằng sách đà rằm má nằng gan tha rằm má nằng rát sa rằm má nằng phót thấp bà rằm má nằng tham ma rằm má nằng cha tí chấp bích thà ní thành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha ru bá mê quá ru bà rầm má nằng. Tattha sát đà đá dồ sát đà rầm má nà đi ní tham ma rầm má nằng bá na bá sa đá. Su khúc má ru bá chít tá chê tá xí cá. Nibbana bành nhất tí quá xê ná chất thà sằng gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tất thá chắc khu đòa đi cá chích
tà nằng sắp đề sâm bí ru bằng ê quá a rầm má nằng tành chá bách chúp bà nằng ê quá tá thà sô tá đòa rí cá chích tà đi nằng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chúp bà nà ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy. Âm thanh đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rikachitta nang banap chấp bí thầm bí bách chúp banh nang ati nang anagatang ca lá quý mút tành cha giá thà ra hằng à lầm bá năng hồ tí. Nhưng sao loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa ra quý mút tà nành cha bá ná bá tích sành thí phá hoàng gá chú tích sành khà tà nành chấp phí thằng bí giá thà sầm phá hoàng về phùy nề giá phá hoàng tá rề cha đòa đá gá hí tăng bách chúc bành nằng á tì tăng bành nhắc tí phù tăng hòa cầm mằng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tá sầm má tăng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Đoạn 3. Tề xú chắc khú vinh nhà, nà đi ní, giá thắc khá năng, ru bà, đi ê, kề cà lầm bá nà nề quá, má nô thà, tuyết tí căng, bá ná ru bà đi bành trà lầm bá nàng, xề xà, ní cầm. Mà quá chá ra quý bà cà ní, hát xá ná chít tành trà tí, sắp bá thà bí cà mà, quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni chê quá nà ni quýp bá dút tá chá quá nà ni chà tí lô cút tá rá quách chí tá sắp bà lầm bá nà ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá rá cú xá là ní chê quá bành chá mách chà ná sàn khà tá má phình nhà cú xá lành chà tí á rá hách tá mắt gá phá lá quá chít tá xá bà lầm bá nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà ná sầm bá dút tà cà mà quá chá rá kri già chê quá kri già phình nhà quất thá bành chà tí sắp bá thà bí sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 4. A rút bê su đu tí giá chá tút thà ní má hắc gá tà lầm bá nà ní xê xà ní má hắc gá tá chích tà ní bá ná sắp bà ní bí bành nhà nhắc tà lầm bá nà ní lô cút tá rá chích tà ní níp bà nà lầm bá nà nì tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành chá quỳ sá bá rít tầm hí chá tích tà ní má hắc gá tề ê ca quý sá tí vô hà rề ách thá niếp bà ná gồ chá rề
25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại tâm, thiện quả hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasananja yatana, không vô biên xứ, và Akinchanya yatana, vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm Kasina. 8. Đến Niết Bàn. Visanuttaramuttam hi ak gamak gafalut chitte bành chát sắp bách thá chát chê tí sách tá thà tách thá sằng gá hồ. 20. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện dục giới, hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala chitta, liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano đoà ra quách chá ná, liên quan đến tất cả. Dạ con đã đọc xong. Con xin tri ân đồng Triệu đã bút bài cho Nguyên Như. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Xà thứ. À, rất là hoan hỷ ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu mình bước vào bài học. Alam Banasankaho, cảnh phối hợp. Alam Banasankaho, cảnh phối hợp. Rồi, từ cái căn chữ A cộng chữ Lâm, có nghĩa là đeo níu vào, đeo níu vào. Đeo níu vào, rồi nó có một cái từ cũng coi như là đồng nghĩa với Alambana, từ này. Alambana. Thì cũng căn từ chữ A cộng với râm, cái tên là A cộng râm, cái dưới A cộng râm cũng có nghĩa là luyến ái, đeo níu hay là dính mắc, thích thú. Chữ A râm, A râm đó. Chữ A cộng râm nghĩa là luyến ái, dính hay là thích thú. Nó mất tiêu rồi, chiều nó mất rồi. Mình ngủ rồi chứ. Rồi bây giờ mình ghi chữ Alambana có nghĩa là vật mà chủ thể, là vật mà tâm đeo vào. Alambana là vật mà tâm đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy. Thì được gọi là Alambana, gọi là đối tượng đó. Vật mà tâm đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy. Alambana là có nguyên câu Bali như vậy ha. Thấy không quý vị? Thấy câu Bali đâu bắt đầu làm vậy? Thấy không? Hello. Thấy không? Ok, được rồi đó. Chích tất chê tất sĩ kê hí a lâm bi dắt tì tí a lâm bá năng. Cái mà bị tâm, tâm sở nắm bắt, đeo níu, nhận biết, chính đó là đối tượng hay là cảnh. Cái câu trong Bali đã viết rõ ràng như vậy ha. Thì mình hiểu là cái chữ Alambana tức là chính là cái bị tâm hay tâm sở, nhìn chung là tâm sở nắm bắt, đeo níu, nhận biết, thì nó chính là đối tượng hay là cảnh, ghi lại như vậy. Rồi xuống dòng phân loại cảnh,
cái dòng tính hẹp, phân loại cảnh tính hẹp. Tính hẹp có sáu cảnh, hai chấm. Một là sắc, hai là thinh, ba là khí, bốn là vị, năm là xúc, sáu là pháp, là sáu cảnh. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Được chưa? Đó là sáu cảnh ha. Mình xuống dòng, mình đánh qua thị đầu dòng ha. Là đối tượng của sáu căn môn. Là đối tượng của sáu căn môn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn đó là đối tượng của sáu căn môn. À, rồi à, chúng ta thấy là cảnh sắc, nhất là sai sắc là cảnh sắc là cái mà làm đối tượng cho thân kinh nhãn và nhãn thức biết được, thì cái đó là cảnh sắc. Dạ, là cái cảnh nào, cái đối tượng nào mà làm cho cái thần kinh nhãn nó thông bật được và nhãn thức sanh khởi để mà biết được đó, đó thì cái đó được gọi là cảnh sắc. À, ví dụ như màu sắc hay là hình dáng tướng vân vân, hoặc là những cái cảnh sắc mặc dù nhiều khi có những cái cảnh mình cảnh sắc mình không thấy được, nhiều khi nó nhỏ quá mình không thấy được, nhưng mà nó vẫn là cảnh sắc. À, nếu người ta có thể dùng kiến nhi dẫn chẳng hạn như con corona này mình đâu có nhìn thấy được, nhưng mà dùng kiến rọi lên ta có nhận thấy được. À, thì cái nào đối tượng nào mà làm cho cái cảnh nào làm cho thần kinh nhãn và nhãn thức biết được thì cái đó gọi là cảnh sắc. À, cũng như cái đó cảnh thinh, những âm thanh nào mà làm đối tượng cho thần kinh nhĩ và nhĩ thức sanh lên biết được đó, thì gọi là cảnh thinh. À, cảnh khí là cái loại mùi nào đó. À, cái mùi nào mà làm cho tỷ thức biết được, à, thì cái đó là tỷ thức để làm cho thần kinh tỷ và tỷ thức biết được thì gọi là cảnh khí. Cảnh vị là cái thứ vị nào, bất cứ vị nào, cái mặn lạ chua bất ngờ, à, làm cho thần kinh thiệt nắm bắt và thiệt thức biết được thì cái đó là cảnh vị. Và cảnh xúc, à, riêng cái cảnh xúc là ở đây nó, chúng ta phải biết cảnh xúc là cái sự xúc chạm, à, giữa lửa, à, đất, lửa và gió, à, ba cái này đất, lửa và gió thì nó tạo lên cảnh xúc. À, cho nên cảnh xúc chúng ta phải nắm bắt được đất và cái gì cứng mềm thì nó có thể xúc chạm được, lửa nóng lạnh lạnh mình biết được, gió là có cái sự là chuyển động mình có thể biết được, thì cảnh xúc là sự xúc chạm giữa nóng lạnh cứng mềm lay động vân vân. À, đối tượng của thần kinh thân, à, nó là đối tượng để cho thần kinh thân nắm bắt được và thân thức sanh lên biết được thì đó là cảnh xúc. Yeah. À, hai nguyên tra. Rồi số 6, cảnh sáu là cảnh pháp, là ngoại trừ năm cảnh ra, ngoại trừ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì được gọi là cảnh pháp. À, bây giờ mình xuống dòng, mình gạch vào dòng, đánh bông vào dòng. Cảnh pháp có sáu loại. Cảnh pháp này phải rõ ràng khó hiểu không? Ngoài trừ năm cảnh kia ra mình biết vậy, nhưng mà mình phải ghi ra mới thấy được cái vấn đề. Riêng cảnh pháp có sáu loại. À, cảnh pháp có sáu loại. Một, năm sắc thần kinh. Một là năm sắc thần kinh. Đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, là năm sắc thần kinh. Hai là 16 sắc tế. 16 sắc tế. Và sắc vi tế là 16 sắc tế. Hai chấm. Sắc tế hai chấm là nước. Phải. Hai sắc tính. Nam tính nữ tính á, nước, hai sắc tính. Phải. Sắc ý vật. Ghi kịp không quý vị? Nước, hai sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền,
sắc vật thực, sắc hư không, cộng hai sắc biểu tri, tức là thân biểu tri, khẩu biểu tri, cộng ba sắc đặc biệt, cộng bốn sắc tứ tướng, thì mình có 16 sắc tế. Nước là hai sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, hai sắc biểu tri, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng bằng 16. Được không? Nước, hai sắc tính, sắc ý vật, sắc bằng quyền, sắc thực, sắc hư không, hai sắc biểu tri, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng. Rồi, đúng rồi, là 16 sắc tế. 16 sắc tế này thuộc về cảnh pháp. 5 sắc thần kinh cũng thuộc về cảnh pháp. Rồi, số 3 là tâm. Và tâm thuộc về cảnh pháp. 3 là tâm. 4 tâm sở. 5 là niết bàn. 6 là khái niệm hay tục đế. Khái niệm hay tục đế. Khái niệm tục đế. Rồi, như vậy là cảnh pháp, tức là cảnh mà ngoài ra những cái cảnh, năm cảnh trên, sắc thinh hương vị xúc, thì nó có năm sắc thần kinh, tức là thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 16 sắc tế. Nước, sắc tính, sắc y vật, sắc mặt quyền, sắc vật thực, sắc không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 6 cái cảnh pháp làm đối tượng cho tâm. Những cảnh này làm đối tượng cho tâm. Rồi, như vậy là bước qua cái phần 6, là 6 cảnh nói tính theo tính hành tính, kêu tính hẹp ha. Bây giờ mình tính rộng. Dòng tính rộng có 21 cảnh. Tính rộng có 21 cảnh. Có 21 cảnh. Chia làm 6 nhóm. Chia làm 6 nhóm. Rồi, nhóm A từ 1 đến 7. Chú dòng nhóm A từ 1 đến 7, 2 chấm. Từ 1 đến 7, 2 chấm. Chú dòng từ 1 đến 5, 2 chấm. Là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, là năm cảnh ha, 1 đến 5, sắc, thinh, khí, vị, xúc, từ 1 đến 5, có sắc, thinh, khí, vị, xúc. Rồi, tới cảnh thứ 6, là số 6, là cảnh ngủ. Sáu là cảnh ngủ. Ngủ năm cảnh ngủ là năm chứ không phải ngủ gật. Sáu là cảnh ngủ. Bảy là cảnh pháp. Bảy là cảnh pháp. Rồi, như vậy nhóm A từ 1 đến 7 thì mình có 1 đến 5 là sắc thinh khi bị xúc. Cảnh 6 là cảnh ngủ, cảnh 7 là cảnh pháp. Rồi, nhóm B từ 8 tới 9. 8 tới 9. Nhóm B. 9. Rồi, xuống dòng ha. Số 8 là cảnh chân đế. 8 là cảnh chân đế.
chính và cảnh tục đế, cảnh chính và cảnh tục đế. Cái bài này rắc rối lắm nha quý vị, bài này nó ảnh hưởng liên hệ đến lộ trình tâm, thì chúng ta phải học kỹ nha. Chính là cảnh tục đế. Cảnh tục đế đâu rồi? Thì bây giờ đâu rồi? Chính là cảnh tục đế. Thì ghi chưa? Rồi, ok. Rồi, hai đó là nhóm B từ 8 tới 9 ha. Rồi giờ nhóm C từ 10 đến 12. 10 đến 12. 10 đến 12. Rồi. Tiếp vào cảnh 10 là cảnh dục giới. 10 là cảnh dục giới. Mười một cảnh đáo đại. Mười hai cảnh niết bàn. Mười hai cảnh niết bàn. Rồi, đó là nhóm C, và có 10 đến 12 cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn. Nhóm D từ 13 đến 14. Nhóm D từ 13 đến 14. Rồi, xuống dòng, cảnh 13, số 13, cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp. Mười bốn cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp. Và nhóm D từ 13 đến 14 là cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Nhóm E từ 15 đến 17. 15 đến 17. Mười lăm cảnh quá khứ. 15 cảnh quá khứ. 16 cảnh hiện tại. 17 cảnh vị lai. 17, rồi, đó là nhóm E từ 15 tới 17 ha, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhóm F từ 18 đến 21. 18 đến 21. Mười tám là cảnh ngoại thời. 18 cảnh ngoại thời. Mười chín là cảnh nội phần. Cảnh nội phần. Hai mươi là cảnh ngoại phần. Hai mươi là cảnh ngoại phần. Hai mươi cảnh ngoại phần. Rồi, em đâu rồi? Ok,
đều tới cảnh 20 cái hết cái đường luôn à. Mất tiêu rồi. Cảnh ngoại phần 21, cảnh nội ngoại phần, cảnh nội gặp các ngoại phần mà cả hai đó, cảnh nội ngoại phần. 21, cảnh nội ngoại phần. Cảnh 21, cảnh nội ngoại phần. Rồi, như vậy là chúng ta có cái bảng liệt kê để chúng ta biết được có 21 cảnh theo tuần tự như thế nào ha. Và cái bài này thật sự là rất là rắc rối. Ngày xưa chúng ta học học không biết nói gì lắm. Học xong giống như là mình nghe tiếng Ấn Độ tí nghe không hiểu vậy. Bài này khó nhất đầu. Càng lên nhiều cảnh sao nó càng rắc rối tiền não. Nói gọn thì nó có 6 cảnh nhưng mà bắt đầu phân chi ra nó tới 21 cảnh làm cho mình lùng bùng mà nó biết sao. Giờ thì quý vị học cố gắng nha, học từ từ nắm cho nó rõ ràng. Vậy nó liên hệ đến nhiều cái pháp rất là chi tiết bên trong. Đúng rồi, cái này phải học chậm. Đây cái này nó liên hệ đến cái thực tế luôn về cái trong đời sống mình đó. Trong cái pháp hành mình hành tứ niệm xứ mà mình không có nắm bài này được cũng khó, bởi vì nó là cảnh ha, nó là đối tượng mà đối tượng để cho mình nắm bắt, mà mình không nắm bắt được nó là thôi như không. Zero là gì? Zero là gì? Muốn ăn vịt hả? Muốn ăn trứng vịt không? Ok, không nghe sao giả được. Nguyên Trang chép bài kịp chưa? Chép bài kịp chưa? Bắt đầu mình vô. Rồi, nghe chưa? Alo, quý vị còn nghe đó không? Alo. Nghe không? Chưa nghe được hả? Ủa sao kỳ vậy? Có người nghe, người không nghe. Điều nghe không? Nghe rõ mà. Sao Triều không nghe rồi? Nghe mà, Triều nghe không? Tuấn nghe không? Alo, cho biết đi. Triều đó rồi, alo. Nãy giờ thấy nó chạy ra chạy vô rồi. Ủa, trong Nguyễn cũng không nghe luôn nè. Chạy ra chạy vô đi, chạy ra chạy vô. Mai thì bên Bến Tre không nghe luôn. Cái gì? Nghe mới bắt đầu vô học được nha, bắt đầu vô nha. Quý mà. Rồi, Hai Hà mới vô room. Room này mở cửa từ 9 giờ sáng nha, 9 giờ sáng giờ bên Mỹ á, đến sáng giờ bên phía Bắc Mỹ. Buổi Việt Nam thì 8 giờ, 8 giờ tối thôi, Việt Nam 8 giờ tối. Và bắt đầu vô học. Quý vị nào vô thì nhớ add cái save lại cái nick này, cái tên của cái room này để vô cho nó dễ. Em coi nhiều khi vô cái room này là cũng hơi bí ẩn chút xíu, vô tìm cũng khó. Mà còn cái vấn đề viết chữ Pali đó quý vị, viết chữ Pali để mình ghi trên computer, nào không biết ai biết cách nào quý vị chỉ cho tôi làm nha, không biết sao viết không được, viết quạng được, nó nhảy tùm lum tà la. Ai biết cái gì nhờ, chỉ nhắn chỉ qua giùm cho. Tiếng Anh thôi chứ mà có Pali đâu có rồi. Rồi chưa, nghe hết chưa? Gì đó, Tuấn nghe không? Triều nghe không? Châu nghe không? Alo. Triều nó mất tiêu rồi. Chủ room mà chạy nó mất rồi. Đông Triều, tôi còn nghe không? Alo. Chết cha, không nghe âm thanh hả? Tuấn nghe không? Chạy ra chạy vô coi. Tuấn nghe là kìa. Triều chủ room chạy ra chạy vô lại coi.
Triệu vô lại chưa? Nghe chưa? Alo. 1, 2, 3, 4. Nghe được phải không? Ok. Rồi. Giờ bắt đầu mình vô ha. Giờ mình vô học nhóm A. Từ 1 đến 7. Nhóm A từ 1 đến 7. Mình Nguyên Trang lại không nghe được nữa. Mình sẽ... nhóm A từ 1 đến 7. Hết ngày này tới gác thai thiên chắc học tới muôn đời luôn. Nhóm A từ 1 đến 7 ha. Rồi. Xuống dòng 1 đến 5. 1 đến 5. Và cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. 1 đến 5. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. 1 đến 5. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cái gì có thể add cái chữ này vô chung luôn cho nó. Đó là năm cảnh đó. Rupa Rammana, Sabba Rammana, Gandha Rammana, Rasa Rammana, Pottabba Rammana. Là năm cảnh. Một, cảnh 1 là cảnh sắc, cảnh 2 là cảnh thinh, cảnh 3 là cảnh khí, cảnh 4 cảnh vị, cảnh 5 là cảnh xúc. Được chưa? Nguyễn Trang vô nghe chưa? Alo. 1, 2, 3, 4. Rồi ha, ok ha. Rồi, Siêu Linh nghe rõ ràng ha. Lâm Triều ok phải không? Tuấn sao rồi? Tuấn rồi, Hebrew rồi. Tuấn nghe được không Tuấn? Bữa nay Mr. Bá Phúc đã mất tiêu rồi. Hebrew không thấy mặt mày đó rồi nè. Có mặt không? Bá Phúc, Bá Trạc nữa. Bá Trạc nữa. Rồi, bà xã Bá Trạc ok không? Khỏe chưa? Hỏi thăm luôn. Có đủ luôn hả? Ok, xa thứ. Rồi, năm cảnh sắc khí vị xúc. À, có cái này đúng không? Là nhóm thứ nhất mình học cái đầu tiên trước là từ thứ nhất tới thứ năm. Tức là năm cái cảnh đó, năm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, đều ghi ra chơi ghi rồi ha. Rồi, bây giờ xuống dòng. Biết nhất định. Biết nhất định. Tức là biết cái năm cảnh này đó. Biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị, cảnh xúc. Đó. Thì mình ghi là biết nhất định. Hai chấm. Biết nhất định. Hai chấm. Có hai tâm. Có hai tâm mở ngoặc, hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức đóng ngoặc lại. Hai tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đóng ngoặc. Chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. À, tức là có hai cái tâm mà biết một trong năm cảnh này nhất định. À, là nó chỉ biết duy nhất là cái cảnh mà tương ưng với nó thôi. Thí dụ như cảnh sắc thì có hai tâm gì cái gì? Hai tâm gì biết nó? Cảnh sắc. Nhãn thức, xà thấu, nhãn thức nào? Thì nhãn thức nó chỉ biết được cảnh sắc nhất định. À, và nó biết duy nhất chỉ có cảnh sắc. Nó không thể biết được cảnh thinh, nó không thể biết được cảnh khí, nó không thể biết được cảnh vị, nó không thể biết được cảnh xúc. Cho nên hai tâm nhãn thức này chỉ biết duy nhất cảnh sắc. À, tương đương với nó đó, tức là chỉ biết duy nhất cảnh sắc thôi, ngoài ra không biết gì khác. Rồi, hai tâm nhĩ thức thì duy nhất chỉ biết cảnh cảnh gì vậy? Nhĩ thức chỉ biết cảnh gì? Alo. Cảnh thinh, xà thú, nhĩ thức chỉ biết cảnh thinh. Thì như vậy, hai tâm nhĩ thức này duy nhất chỉ biết được cảnh thinh, không thể biết được cảnh sắc, không thể biết được cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, nó chỉ duy nhất biết được cảnh thinh.
thì như vậy được gọi là biết cảnh nhất định, đó là như vậy. À, thì cũng cũng như vậy không? À, cảnh nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy luôn, nó biết cảnh duy nhất của nó thôi, tức là nó không biết cảnh gì khác ngoài cái cảnh đó. À, cho nên được xếp vào trong cái nhóm được gọi là biết nhất định. Bị lắm được không ạ? À? Alo. Nắm được chưa? Cho biết đi, cho cái bọc lên đi. À, không ha, không qua ha. À, giác ngộ hết rồi ha. Ok. Sa thú. À, là tâm biết cảnh nhất định. Là nhà, có hai loại tâm. À, đi từng cặp nha. Biết cảnh, năm cảnh là một tới năm. Rồi xuống dòng. Biết không nhất định. Biết không nhất định. Có 46 tâm. Biết không nhất định. Có 46 tâm. Bốn mươi 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức. 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức cộng hai tâm thông ngoặc là 46 tâm. 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức cộng hai tâm thông đúng không ạ? Bốn mươi bốn tâm dục giới trừ ngũ song thức. Ngũ thức bởi vì ngũ song thức lần nãy nó biết cảnh nhất định rồi ha, anh biết cảnh nhất định trên đó là ngũ song thức nó đã biết rồi mà đã biết cảnh nhất định ha. Thì bây giờ không nhất định là mình trừ nó ra, à, trừ cái ngũ song thức ra thì còn là 44 tâm dục giới. Tâm dục giới thì có 54 trừ 44, à, trừ 10 còn 44, à, cộng hai tâm thông. 54 trừ 10 cộng 44 ha, cái gì vậy? Thì 52 cộng 10 đặt ra 54 trừ 10 44 cộng 2 tâm thông, thành ra là mình có 46 tâm, là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhưng mà không nhất định. Rồi xuống dòng, giờ mình xuống mình mới lôi từ thằng ra mình biết tại sao không nhất định nha. Bây giờ 44 tâm dục giới hai chấm, mình gồm những tâm nào ha? 44 tâm dục giới hai chấm. Làm gì quý vị? Alo, ai cho biết đi? Ai cho biết trúng thưởng 10 điểm? Làm giới. 12 tâm bất thiện, đúng rồi, xa thú ha, 12 tâm bất thiện. Rồi gì nữa? Mới có 12 mà giờ tới 44 rồi. À, 24 tâm tình hảo. Rồi. 24 tâm bình hảo là dục giới, đúng rồi. Quyên Như thêm 8 tâm vô nhân nữa. 24 tâm bình hảo là xa thú, rồi đúng rồi ha, chính xác ha. À, thì như vậy 44 tâm dục giới mình có là 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm vô nhân. Tại vì trừ cái ngũ song thức ra là 10 đó, thì giờ thành ra nó còn lại là 8 tâm vô nhân. Đúng chưa? Cộng 24 tâm dục giới tình hảo, là 8 thiện, 8 quả, 8 di tác, là 24 thượng như thảo. Thì như vậy 44 tâm này nằm trong phạm vi thuộc về dục giới. À, khi mình học chia tâm biết là tâm hiệp thế, hiệp thế chia hiệp 2 là dục giới tình, tâm dục giới chia hiệp 2 dục giới tình hảo, dục giới vô tình hảo ha. Đó, thì mình thấy được không? Thì 44 tâm dục giới có 12 tâm bất thiện, 8 phân cộng 24 tâm dục giới tình hảo. Được chưa? Ghi chưa, ghi kịp chưa, ghi rõ ràng là chưa. Rồi, chính xác chưa, alo. Giờ bắt đầu mình đi xuống ha, mình tính ra ha. Rồi, xuống dòng, 12 tâm bất thiện. Tại sao được gọi là biết không nhất định? Tức là nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tại sao mình nó được xếp vô cái nhóm là không nhất định? Gì cũng biết. Rồi một ý cái gì cũng biết. Rồi còn ai cái gì khác không?
vì nó bắt được nhiều thứ xà thú ha, xà thú. Thì như vậy là 12 tâm bất thiện này nó có thể biết được cảnh sắc không quý vị? Biết không? Biết cảnh thinh, biết không? Cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết không? À, tức là nó biết được hết năm cảnh này luôn ha, tức là nó biết được để mà cảnh sắc đẹp nó tham nó vẫn biết được, sân vẫn biết được, si vẫn biết được ha, cảnh tùy theo cái cảnh ha, thì sắc thinh khi bị xúc thì nó có thể biết được, rồi cảnh pháp nó biết không có gì, cảnh pháp tức là cảnh nội phần bên trong tâm mình ví dụ như mình trong tâm mình nghĩ cái cảnh gì khởi lên thì 12 bất thiện này có thể biết không, có luôn. Thì như vậy người ta xếp cái 12 tâm bất thiện này vô cái nhóm là biết không nhất định, bởi vì nó vừa biết cả năm cảnh mà nó biết luôn cảnh pháp luôn, tùy theo cái lộ tâm nó phát sanh và cảnh đối tượng nó phát sanh thì như vậy chúng ta xác định lại một lần nữa là 12 tâm bất thiện được xếp vào nhóm không nhất định, bởi vì nó vừa bắt năm cảnh mà vừa bắt luôn cảnh pháp luôn, tức là bắt luôn cả sáu cảnh luôn, nó biết được cả sáu cảnh, là nó biết cảnh năm cảnh và biết cảnh pháp, thì như vậy nó được gọi là biết sắc tinh khi bị xúc nhưng mà không có nhất định, rồi nó biết ngoài ra cái đó luôn, nó biết ngoài ra cái đó luôn, thì như vậy là đó là cái 12 thằng bất thiện ha, vậy nắm được chưa? Alo, 12 thằng bất thiện nắm chưa? Được ha, ok ha, qua được chưa? Đúng rồi, là cảnh sắc tinh khi bị xúc á, qua được ha. Rồi bây giờ tới gì nữa? Tám tâm vô nhân, tám tâm vô nhân là tám tâm gì quý vị? Còn lại là tám tâm gì? Alo, tám tâm vô nhân. Này tiếp theo. Ba quan sát là năm là gì nữa, kháng ngũ môn là sáu, kháng ý môn là bảy, kháng ý môn bảy, một vi tiếu là tám, rồi đúng rồi. Thì như vậy tám vô nhân còn lại là bây giờ mình gom lại là ba ý giới, tức là hai tiếp thâu một kháng ngũ môn, thì tôi kêu là ba ý giới để biết luôn cái đó, ba ý giới, ba quan sát cộng kháng ý môn cộng ưng cúng vi tiếu là tám tâm vô nhân, tám vô nhân là ba ý giới, ba quan sát, kháng ý môn và ưng cúng vi tiếu. Ý giới là nó nằm trong cái giới hạn của nó thôi, là cái tâm là kháng ngũ môn với hai tiếp thâu, giới hạn của nó là chỉ biết được cảnh ngũ, nó chỉ biết được cảnh sắc cho thân cái vị xúc, với là ngoài ra nó không biết gì khác, cho nên được xếp vô gọi là ý giới. Còn ý thức giới là nó biết tùm lum hết luôn ha, ý thức giới là biết tất cả luôn, thành ra bởi vì ta mới phân cho mình biết là nó thuộc về ba ý giới là như vậy, giới hạn của những cái loại tâm đó nó chỉ biết được như vậy thôi, được chưa? Tám 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 ba vô nhân, ba e ba ý giới, ba quan sát hay, rồi đúng ha. Rồi bây giờ là tám tâm vô nhân mình có là ba ý giới, ba quan sát, kháng ý môn vẫn cũng vi tiếu ha. Rồi bây giờ mình lôi xuống cái thằng ba ý giới xuống, ba ý giới tại sao được gọi là biết không nhất định, ba ý giới là hai tiếp thâu một kháng ngôn á, ba ý giới bắt thằng kháng ngôn ra trước, rồi bắt thằng kháng ngũ môn ra, tại sao nó được gọi là biết không nhất định, kháng ngũ môn, rồi kháng ngũ môn xuống, năm cảnh một ý, năm cảnh hai ý. Rồi rõ ràng hơn á, thì mình biết là nó bắt một trong cảnh chứ không phải là biết cả năm cảnh nó chặt nha,
tức là nó có thể biết cảnh này cảnh kia cảnh nọ, nó biết một trong năm cảnh, nó biết hết, thành ra biết cảnh sắc cũng được, cảnh thinh cũng được, cảnh khí cũng được, cảnh vị cũng được, cảnh xúc cũng được. Cho nên được gọi là không nhất định, tức là nó không nhất định phải biết cảnh sắc không, mà nó có thể biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị, xúc tùy theo. Như vậy là mình sẽ ghi là ba ý giới bắt năm cảnh tùy theo. Như vậy mình mới hiểu chính xác ha, chứ mình nói biết năm cảnh là nó biết lượng năm cảnh là đặc lắc ha. Tức là kháng ngũ môn là cũng vậy, mà tiếp thâu cũng vậy. Thì như vậy ba ý giới gồm chung ba ý giới là biết năm cảnh, nhưng mà tùy theo, tùy theo tùy lúc, lúc cảnh này, lúc cảnh kia, lúc cảnh nọ ha. Rồi ghi lại đi, ba ý giới bắt năm cảnh tùy theo. Bắt năm cảnh tùy theo. Hiểu không quý vị? Hiểu này không? Alo. Hiểu cho biết đi. Không được ha, tức là ba ý giới này là ví dụ như ba ý giới này nó chỉ biết có mình là sư linh, hoặc nó biết trong triều, hoặc không có trong triều thì nó biết qua hà, hoặc nó biết qua nguyên như, biết nguyên trang, hoặc nó biết tùy theo, chứ không phải là một lúc nó biết lượng năm người, nó biết tùy theo đó. Thì như vậy được chứ, một trong năm cảnh tùy theo cũng được đó, mình biết thì là một trong năm cảnh đó, nó biết tùy theo thôi, tức là nó không biết một lượt năm cảnh nha, nhớ là không phải biết một lúc năm cảnh, nhiều người thì hiểu lộn đó. Biết lượt năm cảnh, không có cái tâm nào biết lượt năm cảnh được hết. Cho nên ba ý giới này nó có biết một trong năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, cảnh xúc, một trong năm cảnh đó. Cảnh nào nó cũng biết được đó, cảnh sắc cũng biết được, cảnh thinh, nhưng mà không có nhất định nó phải biết một cảnh. Cho nên được xếp vô nhóm là biết không nhất định. Được chưa? Thông qua được chưa? Rồi, thông qua ha. Rồi tới ba tâm quan sát, ba quan sát tại sao được xếp vô nhóm không nhất định. Ba quan sát. Ba quan sát. Cũng vậy. Rồi, một ý kiến là cũng vậy. Hai nữa. Xét một trong năm cảnh tiếp theo là hai ý. Đông triều bắt sáu cảnh tùy theo. Hay nữa không? Chánh tâm đây, chánh tâm đâu rồi, em ru rồi. À, lười, tuấn, huynh gì đó, bên bên nó râm xiết. Trả lời cái alo. Gần như biết sáu cảnh tùy theo. Chánh tâm, cảnh ngũ và cảnh pháp. Được chưa? Xong chưa? Rồi, ba quan sát này được xếp vô nhóm biết không nhất định, bởi vì nó biết năm cảnh đó, ngoài ra nó còn biết được pháp luôn nha quý vị. Cái tâm quan sát này nó đặc biệt cho đó. Nguyên Trang để cho nè, năm ba quan sát nó có thể biết được cảnh sắc, nó quan sát được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ngoài ra nó còn làm cái phận sự là na cảnh hay là mót thì có thể biết được luôn cả cảnh pháp luôn. Cho nên đặc biệt cái ba tâm quan sát này nó biết được thêm một cảnh pháp nữa. Cho nên ba tâm quan sát này biết được là sáu cảnh tùy theo. Như vậy nó bắt được cả sáu cảnh lận, cảnh nào nó cũng bắt được hết. Cho nên ba tâm quan sát được gọi là xếp vô nhóm là không có nhất định, biết cảnh không nhất định. Rồi, nắm được chưa? Nắm được cái ba quan sát này không? Hello. Được không? Là thông qua được ha. Biết sáu cảnh tùy theo. Rồi, nó có thông qua không? Rồi, xà thử, xà thử. Rồi, bây giờ mình xuống tới cái thằng nào đây? Kháng ý môn. Kháng ý môn.
Tại sao các cái môn sao được xếp vô nhóm không nhất định? Các nghi môn cũng biết được sáu cảnh luôn, xà thú, xà thú. Nghi môn để làm việc xác định cảnh, cảnh ngũ nó cũng xác định được, cảnh cảnh pháp nó cũng xác định được à, thì nó một trong sáu cảnh nó tùy theo luôn, để làm nó được xếp vô là biết cảnh ngũ, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc. Năm cảnh đó là nó biết không nhất định, bởi vì sao? Bởi nó biết ngoài ra cái cảnh đó luôn, nó biết những cái cảnh khác luôn à, thì như vậy kháng nghi môn bắt được cả sáu cảnh, nó biết được cả sáu cảnh luôn, chứ không phải ngoài cái năm cảnh đó không. Rồi đó là kháng ý môn rồi ha, không cho biết đây alo quý vị nắm được không? Rồi ha, ok à, giờ biết nắm được rồi, thông qua rồi. Tới thêm cái thằng gì đây, tới thêm cái tâm là ưng cúng vi tiếu, hay là ưng cúng vi tiếu. Tại sao, tại sao được xếp vô nhóm không nhất định quý vị? Ưng cúng vi tiếu, ưng cúng vi tiếu rồi, tại sao? Alo, bởi vì nó biết luôn cả sáu cảnh luôn, xà thú, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và biết luôn cả cảnh pháp luôn à, cho nên ưng cúng vi tiếu bắt được cả sáu cảnh à, bắt một trong sáu cảnh luôn, bắt sáu cảnh tùy theo. Rồi như vậy là chúng ta qua được cái nhóm của tám tâm vô nhân, đúng chưa? Tâm vô nhân xong rồi, còn hai cái tâm thông à, hai cái tâm thông là hai cái thần thông, tâm của vị nhân đắc ngũ thiền, ngũ thiền sắc giới. Hai cái tâm thông là tâm thông thuộc về thiện sắc giới và tâm thông di tác sắc giới ngũ thiền, là bộ đầu là ứng thông, là hai tâm thông. Thì hai tâm thông này thì thần thông có gì, nó để cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, pháp gì nó biết hết á, nó bắt được hết, cho nên hai tâm thông này được xếp vô nhóm không nhất định. Hai tâm thông không nhất định, còn thiếu thiếu gì nữa à, tới cái gì nữa hả? 24 dục giới, 24 dục giới thì dễ rồi ha, 24 dục giới đi. À, giờ 24 dục giới tình thảo thì tâm này là đương nhiên nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp luôn ha. 24 dục giới tình thảo à, nó thuộc về làm những phần sự như là gì đó, cháu ná nè, 24 giữa tình hảo cháu ná, hoặc là những tâm thuộc về tâm quả, tám tâm quả, biết được cảnh, nó là tâm quả, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cái vị xúc, cái cảnh pháp luôn. Thì như vậy 24 tâm dụng giữa tình hảo là biết đủ, cho nên xếp vô nhóm là không nhất định. Nắm được chưa? Vì hiểu này không? Hiểu 24 tâm giới tình hảo này không? Dễ hiểu mà, nó biết được cảnh sắc, làm việc thiện, việc này, kia nó biết được hết à, hoặc là những tâm, hoặc là hán thì nó vẫn biết được cảnh sắc, tinh khí, vị xúc và biết luôn cảnh pháp luôn. Đúng chưa? Hello, đâu im luôn hết rồi. Còn nghe không vậy? À, rồi 24 từ giới tình hảo là nắm được ha. Rồi hai tâm thông cũng vậy thôi, hai tâm thông, hai tâm của luyện thông, tâm gì đắc thần thông thì chuyện đó thì mình dễ hiểu ha. Thần thông thì cảnh gì cũng biết nữa đó, có thể nhìn thấy cảnh tuyệt là xa trời mù khơi, cảnh quá khứ cũng biết, rồi cảnh hiện tại cũng biết, biết nhiều cảnh rồi, những biết những cảnh mà mình không biết được luôn thì hai tâm thông. Rồi như vậy tổng kết lại, chúng ta biết, chúng ta có là biết cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc mà không nhất định, tức là 44 tâm dục giới, 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức, trừ ngũ song thức ra, rồi cộng hai tâm thông
hai tâm thông là bắt được một trong năm cảnh, nó tùy theo luôn ha, bắt sáu cảnh nhưng mà tùy theo. Rồi qua được cái một tới số năm ha, đồng ý không? Có gì nắm thông qua chưa, từ cảnh thứ nhất tới cảnh thứ năm, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và những nội tâm này có thể bắt được những cái cảnh đó theo nhất định hoặc là không nhất định. Cho nên khi mình nắm được những cái vấn đề này, mình sẽ hiểu được khi mình hành nhờ tứ niệm xứ thì cảnh nào mình có thể bắt được, cảnh nào mình không bắt được ha. Hôm qua ha, ok, tổng cộng là có nhiều 46 cộng 2 là 48, 2 là bất, 2 là nhất định và 46 là bất định, thì tổng cộng có 48 tâm biết cảnh sắc thinh khí vị xúc, nhất định và không nhất định, tổng cộng có 48. Rồi kêu gom lại hết nha, gom lại mấy đó ha, gom lại ghi là thành một cái bản. Xong rồi chưa? Bây giờ ghi, ghi kẻ phát chưa? Ghi rõ ràng hết chưa? Alo. Tính làm ghi được ha? Rồi Nguyên Như ghi được không? Nguyên Trang ghi được không? Được ha? Rồi có 48 tâm đúng rồi nè, 46 cộng 2 cái nhất định, 2 nhất định là 48, 46 định hay là 48. Được ha, rồi qua cái cảnh theo ha, cảnh số 6 là cảnh ngủ, số 6 là cảnh ngủ, số 6 hai một tới năm, giờ tới số sáu là cảnh ngủ, và chữ này Pancharamana, cảnh ngủ Pancharamana. Mở ngoặc là năm cảnh trên gom lại, đóng ngoặc lại, năm cảnh trên gom lại, ngoặc lại được gọi là cảnh ngủ. Bởi vì nó lần này ta nói tới năm cảnh ở trên đó, mà gom lại thành mà một nhóm kia là cảnh ngủ. Được chưa? Tức là năm cảnh trên là cảnh gì quý vị? Cảnh trên là cảnh gì? Alo. Sắc thinh khí vị xúc, ok, năm cái này gom lại được gọi là cảnh ngũ Pancharamana. Ok, nắm rồi ha. Rồi bây giờ biết nhất định, biết nhất định hai chấm có ba ý giới, biết nhất định hai chấm có ba ý giới. Biết nhất định có ba ý giới, ba ý giới là gì đây? Alo, ba ý giới là tâm gì? Hai tiếp thâu cộng kháng ngũ môn là ba ý giới, hai tiếp thâu và kháng ngũ môn là ba ý giới, là biết cảnh ngũ nhất định. À, và xếp vô nhóm nó thuộc về nhất định, tức là chỉ có ba cái ý giới này. Tại sao? Tại sao nó biết nhất định, biết cảnh ngộ nhất định, còn ai nữa không? Được
Rồi, đúng rồi, biết cảnh ngũ không biết cảnh pháp được thì như vậy bài giới này nó chỉ biết năm cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ngoài ra nó không biết cảnh gì khác hết. À, cho nên được xếp vô nhóm biết cảnh ngũ nhất định. Chẳng hạn như cảnh sắc nó đến, nó bị cái thần kinh nhãn nó bắt cảnh sắc đó, rồi cái tâm nhãn thức nó sanh lên, đúng không? Nhưng mà trước khi tâm nhãn thức nó sanh lên đó, thì tâm gì sanh lên quý vị? Kháng ngũ môn, xà thú nguyên trang, giỏi quá ha, quá giỏi luôn. Rồi tức là cảnh sắc nó đi vào cửa mắt, tức là tiếp xúc vào cái thần kinh nhãn. À, làm từ cái tiếp xúc vô cái thần kinh nhãn này đó, nó mới truyền cái tín hiệu nó vô trong dòng tâm thức mình, làm cho cái phá quần gá đó, cái tâm hộ kiếp rung động, nó bị rung động, nó dứt dòng, nó cắt đứt cái dòng hộ kiếp. Rồi kháng ngũ môn nó sanh lên để nó bắt cảnh sắc đó, để nó hướng về cái đối tượng đó là cảnh sắc ở cửa mắt, thì cái kháng ngũ môn này nó nhất định là nó sẽ lên để nó biết cảnh sắc đó, rồi mới tới nhãn thức sẽ lên. Bây giờ thấy cái sự diễn tiến nó một cách rõ ràng ha. Thì như vậy cái kháng ngũ môn này nó biết được cảnh sắc nhất định, mở đường đúng là mở cửa, nó kêu là môn là cửa, kháng ngũ môn là mở cửa. Thì như vậy cảnh sắc nó sẽ lên làm cho đứt dòng hậu kiếp, kháng ngũ môn sẽ lên. Rồi cảnh thinh cũng vậy, cảnh thinh sanh lên tức nó đụng vô cái thần kinh nhĩ của mình. Rồi nó truyền tín hiệu vô trong dòng tâm thức, nó đụng vô cái lỗ trình tâm mà đang hộ kiếp, cắt đứt cái dòng hộ kiếp đó, hộ kiếp bị dứt dòng, cắt đứt dòng hộ kiếp đó, thì kháng ngũ môn sanh lên tiếp, nó hướng về cảnh thinh, mở đường cho nhĩ thức sanh lên. Cũng như thế đó ha, thì tỷ thức là cảnh mùi, cảnh hương mùi nó bay vô, nó đụng vô cái thần kinh tỷ, truyền tín hiệu vô trong dòng tâm thức, cắt đứt dòng tâm thức, làm cho kháng ngũ môn sanh lên. Kháng ngũ môn sanh lên để mà hướng về đối tượng là cảnh khí. Bây giờ nắm được chưa? Nắm được cái ý nghĩa của cái nó tại sao nó biết cảnh ngũ không? Cái sự diễn tiến theo lộ trình tâm nó như vậy ha. Nắm được ha. Được đoạn này không? Được đoạn này không? Đi tiếp luôn. Được ha. Rồi bây giờ mình lấy cái cảnh sắc mình làm lại ha. Cảnh sắc đi vô con mắt, tiếp xúc với thần kinh nhãn, truyền tín hiệu vô trong cái dòng tâm thức mình, dòng tâm thức đang hộ kiếp êm hả, nó vô nó phá, nó làm náo động lên ha, đứt dòng tâm thức, kháng ngũ môn xa lên. Kháng ngũ môn xa lên rồi xong nó mới diệt, nó nhường lại cho nhãn thức xa lên. Nhãn thức sanh lên nương nơi thần kinh nhãn để mà nắm bắt cảnh sắc, là để mà biết được cảnh sắc. Thì nhãn thức sanh lên sau diệt xuống để tới tâm gì sanh lên quý vị? Nhãn thức sanh lên diệt xuống là tới cái gì lên? Tiếp thâu sanh lên. Thì như vậy tiếp thâu này biết cảnh ngũ luôn, biết một trong năm cảnh luôn. Thì như vậy tâm tiếp thâu, như vậy nó được xếp vô nhóm ba ý giới là một kháng ngũ môn và hai tiếp thâu. Thì lúc đó tiếp thâu nó sẽ lên để nó bắt cảnh ngũ, bắt cảnh sắc, hoặc là cảnh thinh, hoặc là cảnh khí, hoặc là cảnh vị, hoặc là cảnh xúc. Thì như vậy biết nhất định năm cảnh này gom lại là cảnh ngũ, được là cảnh ngũ, biết nhất định chỉ có ba ý giới là kháng ngũ môn và hai tiếp thâu bắt được năm cảnh tùy theo. Giờ mình gom lại ghi cái đó, biết nhất định là bảy giới, một căn ngũ môn, hai tiếp thâu, bắt năm cảnh tùy theo. Thấy chưa? Đều ghi lại rõ ràng đều.
Ủa, chị đâu rồi? Chị té nữa hả? Alo. Cái gì còn nghe không? Alo, 1, 2, 3, 4. Còn ha, ok, ghi lại cái đó. Ghi lại. Nhất định ba ý giới, một kháng vôn, hai tích thâu. Bắt năm cảnh tùy theo. Nói được chưa? Nói lại nữa. Đó thì lấy một cái đối tượng ra mình thí dụ chậm chậm lại à, ba ý giới là tại sao nó biết cảnh ngũ nhất định nè. Bây giờ một là kháng ngũ môn ha, giờ mình lấy kháng ngũ môn ra mình tính ha. Bây giờ thí dụ như bây giờ âm thanh đi, bây giờ chúng ta đang nói là cảnh thinh à, cảnh thinh phát sanh à, là đối tượng của thần kinh nhĩ đúng không? Thì cái cảnh thinh này nó chuyển động, nó phát sanh cái sóng âm nó đi, nó đụng vô cái thần kinh nhĩ của mình, đúng chưa? Đụng vô thần kinh nhĩ của mình à, từ cái xúc chạm thần kinh nhĩ này nó mới truyền cái tín hiệu nó vô trong dòng tâm thức của mình à, vô bộ não rồi vô dòng tâm thức của mình, đụng vô cái dòng tâm thức đang ở trạng thái hộ kiếp là pháp gá đó, là đang đều 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 sanh diệt đều đều đó. Thì nó đụng vô cái dòng tâm thức đó, nó làm cho cái dòng tâm thức nó bị rối loạn lên à, thì người ta kêu là dùng cái từ là hộ kiếp rúng động à, thì bởi vì cảnh nó vô mà, thì nó làm cho hộ kiếp bị rúng động à, khi hộ kiếp rúng động xong rồi dứt dòng hộ kiếp, tức là cắt đứt cái dòng hộ kiếp à, thì khi nó cắt đứt dòng hộ kiếp đi là tâm tâm nó bị có đối tượng vô, thì tâm kháng ngũ môn nó sanh lên để nó hướng về cái đối tượng nào mới vô đó à, giống như nó là để quan sát cho nó, đến thằng mà để mà mở cửa nó thấy có người vô nó hướng về đó à, thì nó hướng về cái lỗ tai à, hướng về để nó biết có báo động là có cảnh thinh vô à, cảnh thinh vô thì cái kháng ngũ môn nó sanh lên, nó hướng về đó xong nó diệt mất, nhường lại cho thằng ý thức sanh lên, ý thức sanh lên để mà gì, để bắt cái cảnh thinh đó à, bắt cái âm thanh đó. Rồi khi nó bắt âm thanh đó xong, việc nó nhường lại cho thằng tiếp thâu sanh lên để thâu nhận cảnh thinh nó vô trong dòng tâm thức à, thì như vậy chúng ta thấy là kháng ngũ môn và hai cái tiếp thâu này nó bắt được cảnh thinh, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó bắt được cả năm cảnh, năm cảnh ngũ này nó bắt được hết, thành ra được gọi là biết cảnh ngũ nhất định là có kháng ngũ môn và hai tiếp thâu, được gọi là ba ý giới bắt năm cảnh à, tùy theo. Đúng chưa? Hello. Mà biết cảnh ngũ nhất định, đúng rồi. Đó. Được chưa? Nắm được chưa? Hello. Chỉ một người lên, ai lên, lên ai tình nguyện lên giơ tay đi, lên lên nói lên giơ tay đi. Quý Như lên ha. Quý Như giơ tay lên nói thí dụ tại sao á, rồi mời Quý Như. Sao thú thầy, con có nói sai cả lớp đè xuống quýnh rồi thầy à, thí dụ như là bây giờ nói về con mắt, ví dụ như Nguyên Như đang nằm ngủ thì có một cái âm thanh như thầy, Nguyên Như đang nằm ngủ thì có một cái tiếng động lớn, thì lúc đó cái tiếng động nó mới đập vào cái lỗ tai, thì lúc đó cái tiếng động đó nó chui vào cái lỗ tai của Nguyên Như là cái thần kinh nhĩ, nó truyền cái tín hiệu vô cái phá răng quá, làm cho Nguyên Như đang ngủ á thì nó bị hơi giật mình đó, thì lúc đó là cái phá quan gá nó bị rúng động, thì nó lúc đó là nó chuyển qua cái phá quan gá nó dứt dòng rồi, thì cái lúc đó cái tâm kháng ngũ môn của Nguyên Như nó sẽ được sanh lên, sanh lên thì nó sẽ quay qua đó coi có tiếng động là cái gì, thì khi mà cái tâm kháng ngũ môn sanh lên nó hướng về cái lỗ tai đó đó, thì lúc đó nó cái tâm đó mới diệt đi,
nó diệt đi rồi cái tâm mà nhĩ thức á, nó mới nghe, nó nghe để coi cái tiếng động nó là cái gì, xong rồi cái tâm nhĩ thức nó cũng diệt đi luôn, thì lúc đó cái tâm tiếp thâu nó mới sanh lên để nó nghe coi cái tiếng đó là tiếng đàn ông đàn bà, con trai con gái. Lúc đó nó bắt cảnh thinh thì lúc đó nó mới vô, nó bắt đầu nó process qua một cái trạng thái khác nữa. Con không biết con nói gì đúng không thầy? Dạ con xin xuống mic ạ. Đây, xa thứ nhưng mà tiếp thâu tức là nó sanh lên để nó nhận cảnh đó vô, nó lôi cảnh đó vô trong dòng tâm thức, nó tiếp thâu tiếp nhận cảnh đó đó, thì được gọi là tiếp thâu. Thì như vậy chúng ta thấy là kháng ngũ môn sanh lên bắt được cảnh thinh, tiếp thâu cũng cảnh thinh, thì cũng vậy cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó cũng vậy luôn, nó có thể bắt được cả năm cái cảnh đó, thì được gọi là biết cảnh ngũ nhất định. Đúng chưa, nắm được chưa? Được chưa? Alo. Bây giờ chánh tâm lên cho thử về cảnh xúc coi sao. Nói cảnh xúc rõ ràng nó được không? Ok, rồi chánh tâm lên coi. Dạ con kính chào thầy và con kính chào lớp. Thầy kêu con cảnh xúc ok, cảnh xúc giống như con đang ngồi, tự nhiên có một cái trái banh nào chạm mạnh vô cái thân thể con, thì bắt đầu là cái sự xúc chạm cái thần kinh nhãn nó tự nhiên giật cũng như giật mình lên và cảm thấy dạ hơi nervous thầy. Cái banh nó vô cái người con cảm thấy nó có sự xúc chạm và con cái thần cái dòng tâm thức cái nó đang nó hướng về cái sự xúc chạm ngộ và nó đang giật mình nó giật lại và cái cái khác nó đưa hiệu cho tới cái kháng ngũ môn, và cái kháng ngũ môn nó sẽ mở cửa đưa tới cho cái thần kinh xúc, thần kinh xúc và thần kinh xúc lúc đó thì kháng ngũ môn nó dứt dọc nó ngưng thì đưa tới thần kinh xúc và thần kinh xúc nó sẽ vừa nhận được cái cảm xúc nóng lạnh hay là sự đau đớn thì nó chỉ tắt dòng thì nó đưa cho cái tiếp thâu và khi đưa tiếp thâu thì tiếp thâu nó sẽ cũng nhận cái sự tiếp xúc cái sự nóng lạnh hay đau gì đó, thì đó là con diễn tả như vậy chắc cũng hiểu nhưng mà con không có diễn tả được hết cái của con. Dạ giờ con xin xuống mic ạ. Dạ xem con đang thấy hay là không có thấy không thấy dạ con không hiểu là lúc đầu mình đang ngủ và kháng ngũ môn chưa không có mở cửa cho cái tiếng động vào, mà tiếng động mạnh làm cho mình giật mình, vậy thì cái thắc mắc của con là nếu mà kháng ngũ môn không mở cửa thì làm sao tiếng động vào để làm cho mình giật mình được, thì cái phần đó con hơi thắc mắc.
Dạ, con xuống mic. Ơi, xa thứ, xa thứ. Một câu hỏi hay ha. À, cũng có đầu tư, suy tư cho này ha. Bây giờ mình đang ngủ ha. Giờ mình nói chuyện, giờ mình đang ngủ đây ha. Bây giờ âm thanh, nó xanh lên. Nó đụng vô cái nhĩ, vô cái nhĩ căn của mình á, tức là thần kinh nhĩ. Đúng không? Nó đụng vô thần kinh nhĩ. Thì nó mới truyền cái tín hiệu vô. Mà lúc đó cái tâm của mình á, đâu có khác ngủ môn, không biết gì. Tâm mình nó đang ngủ ha. Nó đang ở trạng thái là phá quần gá hộ kiếp, nó cứ sanh diệt đều, nó không có cảnh gì đó, lúc đó nó không có cái đối tượng ngoài này vô đó. Thì nó ở đang trạng thái là ngủ, trạng thái phá quần gá, thì cái âm thanh nó vô, nó đụng vô cái dòng tâm thức, à, nó đụng vô chứ không phải là khác ngũ môn là đóng cửa, môn đâu có quyền gì đóng cửa, nó đóng cửa tâm được, à, cái cảnh nó vô. Nó đụng vô cái dòng tâm thức giống như là mình thấy cái mình thấy tưởng tượng như có cái dòng điện nó đang đều sạc đều đó. Giờ mình lấy rồi mình thọc vô cái mình cắt đứt nó cái nẹt cái nó đứt như vậy. Khi mà cảnh nó vô, âm thanh nó vô, nó cắt đứt dòng tâm thức đó thì kháng môn nó sanh lên. Còn mà diễn tả mà giật mình nó là trật ha, giật mình là nó đi xa rồi, giật mình là mình thức rồi, còn cái tâm thức nó trải qua cả loạt triệu tâm rồi. Nó không có giật mình, nó chưa tính tới giật mình thôi. Thì cái cảnh nó vô, âm thanh nó vô, nó đụng vô cái thần kinh nhĩ, nó truyền tín hiệu vô trong tâm, cái dòng tâm đang đều cái âm thanh nó vô, nó cắt đứt cái dòng tâm thức đó, nó làm cho cái dòng phá quần gá nó bị rúng động rồi nó bị dứt dòng, đứt cái dòng tâm thức đó đi. Thì lúc này cái tâm nó bị cảnh vô, nó bị khác ngũ môn nó sanh lên, nó bị giống như là nó tìm kiếm dòm cái gì vô. À, thì nó hướng về cái âm thanh đó, âm thanh nó vô thì nó hướng về cái chỗ âm thanh đó, à, tức là nó hướng qua cái phần bên cái thần kinh nhĩ, à, nó hướng về đó, rồi hướng về đó xong nó mới diệt xuống, nó nhường cho cái thằng nhĩ thức nó sanh lên để nó bắt cảnh thinh đó, à, để nó biết được cảnh thinh đó, à, khi nhĩ thức nó sanh lên xong nó diệt xuống cho cái thằng tiếp thâu, nó tiếp thâu cái cảnh thinh nó vô trong dòng tâm thức, à, để làm gì? Để nó đưa tới cho giao quyền cho cái thằng quan sát, à, nó quan sát cái cảnh đó, à, nó quan sát cái âm thanh đó, thì nó quan sát âm thanh đó xong nó quan sát xong nó đưa qua cái thằng xác định, à, thì cái thằng xác định này là kháng ý môn, nó sẽ xác định cái âm thanh đó là âm thanh gì, à, nó xác định ồ đây là tiếng nhạc hay là đây tiếng người, tiếng người hay là tiếng gì đó, à, thì cái thằng xác định nó mới xác định cảnh đó, à, đây là cái tiếng là nếu là âm nhạc thì nó sẽ xác định đó là âm nhạc, à, còn tiếng người thì nó xác định đó là tiếng người, vân vân. Thì như vậy cái sự diễn tiến của nó đi vào từ ngoài, nó đi vô trong dòng tâm thức, rồi tâm thức mới bắt đầu hoạt động, tức là kháng ngũ môn lúc đó nó mới sanh lên. Như kháng ngũ môn không có cái gì mà mở cửa, không mở cửa nó đâu có quyền gì, à, kháng ngũ môn là hướng tâm, đúng là ngũ môn hướng tâm á, thì đặt thêm một cái chữ là ngũ môn hướng tâm, thêm nó dễ hiểu ha. À, rồi mời Chánh Tâm muốn hỏi gì lên đây. Dạ, thưa thầy, như thầy nói như vậy á, là cái trong dục vậy, nếu mà muốn cái kháng ngũ môn nó mở cửa lên, mà nếu vậy, nếu mà cái dòng hậu kiếp á, nó giữ cái mạng sống, vậy chỉ cái hậu kiếp mà lúc mà mình giật mình lên, vậy nếu mà nói như vậy á, là có thể có phải là hậu kiếp là lúc mà những cái gì mà là mình đang ngủ là mới hậu kiếp, vậy lúc mà mình sống vậy có là hậu kiếp không? Như là thầy con cũng không hiểu là tại sao mà lúc mà những cho thí dụ đó, toàn là lúc ngủ không mà người cái giật mình lên mà cái tâm nó mới quan sát, vậy con muốn thầy nói rõ cho con về cái đó à? Dạ. Ai xa thứ xa thứ. Thì bây giờ cảnh nó vô ha, ví dụ như giờ âm thanh nó vô, à, là cái kháng ngũ môn nó sanh lên, nó cắt đứt dòng, âm thanh nó vô, nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp, thì nó nhường lại cho kháng ngũ môn, rồi à, nhĩ thức, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi mới tới là xác định cảnh, rồi sau đó là bảy cái tâm động tốc, bảy cái sát na để mà nó hưởng thụ cảnh đó. Ví dụ như cảnh đẹp thì bảy sát na đó là thuộc về tâm tham sanh khởi, nếu cảnh xấu thì bảy sát na đó thuộc về tâm sân sanh khởi. Thì nó hưởng thụ cảnh đó xong thì nó xong cái nhiệm vụ của cái lộ trình tâm nó diễn tiến rồi, thì nó trở lại hậu kiếp lại là tiếp nối bằng cái hậu kiếp tiếp mấy trăm ngàn cái sắc nào kiếp sanh
liên tục vậy là để nó gìn giữ cái lỗ định tâm vẫn còn tồn tại hoài và vô gián duyên, mà tức là nó sanh liên tục, sanh diệt liên tục vậy. Thì cái hậu kiếp tiếp tục xong rồi nó mới sanh lên nữa. À, nếu có cảnh tiếp nó sanh lên nữa, à, thì như vậy nó không bao giờ nó ngưng, à, nó liên tục. Cảnh vô thì nó phát sanh là kêu là lỗ tâm khách, nó sanh khởi là khách, là khách quan là ngoài vô nó sanh khởi, còn không thì nó chìm vô là lỗ về chủ quan, tức là lỗ tâm chủ, tức là hậu kiếp. À, tức là hậu kiếp vẫn sanh khởi, nếu không có cảnh nó vẫn đều có cảnh vô, cái bắt đầu nó nhường lại, là giống như có khách vô nó nhường lại, khách đi nó trả lời, nó giữ nhà lại. À, thì như vậy, à, chúng ta phải hiểu là hậu kiếp lúc nào nó cũng có mặt, nếu mà không có tâm khách vô, nếu không có những cái chủ khách bên ngoài nó vô, hoặc là khách bên nội phần nó xen vô, thì đó là như vậy. Ok, nắm được không? Bây giờ nắm được hết chưa? Rồi nắm được cho tiếp mới biết tiếp là đi qua cái biết không nhất định, nắm được không? Rồi biết qua biết không nhất định có 43 tâm, biết không nhất định có 43 tâm. Đi chưa? Tôi kêu đó rồi. Chủ sĩ này đó là biết không nhất định có 43 tâm. Là 44 tâm dục giới. 41 tâm dục giới. 41. 41 nha, 41 tâm dục giới. Trừ ngũ sanh thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới, trừ ngũ sanh thức và ba ý giới. Cộng hai tâm thông, cộng hai tâm thông là 43. À, như vậy mình có 43 tâm biết cảnh ngũ không nhất định, biết cảnh ngũ không nhất định. Rồi lôi 41 tâm dục giới xuống là cái gì đâu, ghi ra coi. Alo, bốn mươi một tâm dục giới gồm những loại tâm nào, ai cho ghi ra? Mười hai tâm bất thiện, xa thấu, xa thấu. Bốn mươi bảy, mười hai tâm bất thiện, có gì nữa? Hai mươi bốn tâm tịnh hảo, rồi xa thấu, rồi gì nữa? Năm tâm vô nhân là tâm gì? Kể ra, năm tâm vô nhân là tâm gì? Alo. Ba quan sát. Cái ni môn là bốn. Ưng đúng vị tiếu là năm. Rồi, đúng rồi, xa thấu ha. Vị tiếu là năm. Rồi, vậy là 43 tâm. À, có 41 dục giới, à, 41 tầng giới trừ ngũ sanh thức là 54, mà trừ cho 10 còn 44 trừ 3 nữa là còn 41, đúng chưa? À, thì 41 tầng dục giới là, à, mình trừ ra ngũ sanh thức là 3 giới thì còn là 41, cộng 2 cái tâm thông nữa, à, 2 tâm thông là 2 cái ngũ thiền thông đó. Thì như vậy là mình có được 43 là biết cảnh ngũ không nhất định, à, biết không nhất định, đúng chưa? Được chưa? Ghi chưa? Ghi xong chưa? Alo. Bây
giờ 12 tâm bất thiện, tại sao biết cảnh ngủ không nhất định? Ai cho biết coi. 12 tâm bất thiện. Tại sao biết cảnh ngủ không nhất định? Vì thêm gì? Vì biết luôn cảnh pháp xa thú, vì biết luôn cảnh pháp. Cảnh pháp chứ cảnh ý. Biết luôn cảnh pháp. Rồi, xa thú ha, quá độc đáo. Rồi bây giờ tới gì nữa đây? Quan sát, ba quan sát. Tại sao là biết cảnh ngủ không nhất định? Ba quan sát. Ba quan sát. Tại sao? Hello. Biết cảnh ngủ và cảnh pháp là cảnh đó, đúng vậy. Mà nó làm gì chính xác ha, biết bởi vì nó làm việc na cảnh, nó biết được cảnh pháp cho nên rõ ràng như vậy đó, phải biết na cảnh mới được ha, chứ biết cảnh pháp không thì mình chưa có hiểu rõ sao lắm ha. Rồi là ba gì đâu qua rồi, ba quan sát ha, rồi tới gì, kháng ý môn đúng chưa, quan sát rồi tới kháng ý môn. Cái môn nó mất rồi. Biết được sáu cảnh luôn, kháng ý môn biết được sáu cảnh luôn, bởi vì nó có thể xác định cảnh ngủ và nó có thể xác định được cảnh pháp, cho nên nó biết được cả sáu cảnh luôn. Cho nên được xếp vô nhóm là biết không nhất định. Là kháng ý môn. Biết cảnh ngủ không nhất định là kháng ý môn. Rồi bây giờ phải ưng cúng vi tiếu. Ưng cúng vi tiếu. Cúng vi tiếu sao đây? Cúng vi tiếu. Biết sáu cảnh luôn. Ngũ và pháp. Rồi ok, xà thủ ha. Tức là bậc A-la-hán gì người ta nhìn thấy, người ta mỉm cười, hoặc là nghe, hoặc là ngửi, hoặc là ném, hoặc xúc chạm, người ta có thể biết được năm cảnh đó, và ngoài ra biết được cảnh pháp luôn. Thì như vậy ưng cũng bị tiếu là biết được cả năm cảnh đó và biết luôn cảnh pháp luôn, bởi vậy xếp vào nhóm không nhất định, biết cảnh ngủ không nhất định. Và hai tâm thần biết ha, hai tâm thần thì khỏi nói không, và biết tùm lum tà lá ra. Rồi tổng cộng mình có là ba, nhất định là ba, không nhất định là 43, thì tổng cộng mình có là 46 tâm. Tổng cộng là 46 tâm. Được chưa? Rồi, quý vị nắm hết không? Nắm hết cái bài hôm nay không? Hôm nay học tới đây thôi, tới đây là đủ ha. Nắm được hết không? Quý vị học thấy có quan hỷ trong những cái bài học này không ha? Alo cho biết coi. Có khô khan, có khó gì không? Hay là vẫn hấp dẫn mê ly như thường? Ok. Nhưng mà có quan hỷ pháp không có đó chứ. Quan hỷ mới được nha. Cứ quan hỷ mới được nha. Nhiều khi mình học, người ta nói học nhiều pháp khô khan, khó hiểu mà thấy đâu có khô khan đâu quý vị. Hấp dẫn như thường chứ đâu có khô khan gì đâu. Nguyễn Trang muốn hỏi gì? Ok, rồi mời Nguyễn Trang lên nha. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi. Dạ không biết một đạo tràng có nghe con không ạ? Hello. Dạ cảm ơn. Dạ con có câu hỏi đó, hồi nãy cái câu hỏi về mà lúc mà ví dụ của cái cảnh ngủ đó thầy, thì cũng như nguyên như ví dụ là mình khi mình đang ngủ đi thì
thì cái mình đang ngủ là cái tâm lúc đó là cái dòng tâm thức của cái tâm hộ kiếp. Thì lúc đó mình có tiếng nghe tiếng động, thì cái tiếng động đó bắt đầu thì nó mới cắt đứt cái dòng tâm thức, thì cái kháng ngũ môn sanh minh thì giống như là nó có một cái cảnh khí, cũng như cái âm thanh nó bắt đầu trước, rồi cái ngũ môn nó sanh lên, rồi sau đó cái mình bắt đầu cái lỗ tai nó mới bắt, cảnh thinh dạ, rồi cái lỗ tai mình mới bắt, rồi bắt đầu sau đó bắt đầu mình mới bắt thêm âm thanh. Nhưng mà ý Nguyên Trang hỏi đây là nó phải có âm thanh thì cái ngũ môn nó mới bắt được ạ. Dạ, Nguyên Trang hơi thắc mắc cái chỗ đó thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. Đây, xa thú ha. Giờ bắt đầu quán sát về lộ trình tâm, mình vô tới thiền quán, mình quán tâm luôn. Quá dữ luôn ha. Bây giờ không có âm thanh thì sao mà khán ngủ mộng sao lên được. Chẳng hạn như giờ đang ngủ nè, đang ngủ say xưa, cái có một con ma tới cái nó khều Nguyên Trang ha. Đang ngủ đâu biết gì đâu, ma tới nó khều nó rờ rờ. Thì nó rờ cái đụng vô cái thấy lạnh, cái thân xúc nó xúc chạm vào cái cảnh nó mới, cái tín hiệu nó mới truyền vô trong dòng tâm thức, làm cho cái tâm hộ kiếp nó bị rung động, hộ kiếp nó bị rung động, tức là cái cảnh xúc nó đụng vô cái thân xúc, thần kinh xúc đụng trước vô cái thần kinh xúc là trước cảnh tiếp xúc vô cái thần kinh xúc, rồi mới truyền vô trong cái dòng tâm thức mình, lúc đó tâm mình nó mới rung động, cái hộ kiếp nó bị rung động, dòng hậu kiếp, khi nó dùng hậu kiếp đó, thì tâm khán ngũ môn xa lên để nó có hướng về cái chỗ cái thân đó, cái gì đụng vô thì lúc này đó, nó mới nhường lại cho cái thân thức nó xa lên, thân thức xa lên để nó biết được cái cảm xúc nó đã tới, cảm xúc nó đã đụng vô cái thân mình ha, rồi mới tiếp thâu, rồi mới quan sát, rồi mới xác định, đây là ma, hay giật mình thức dậy quăng đồ chạy ha. Mình mới cái dòng tâm thức mới phát sanh như vậy nữa, đi từ bên ngoài đi vô từ từ nhé, giống như nó có tuần tự pháp đấy, nó diễn tiến nha. Thì khi mình xác định đường ma là tâm sân mình sanh khởi, chạy phá lá rồi đó là như vậy. Gì cảnh thinh hai lần là gì? Phải gần quá là tâm hộ kiếp à, là hộ kiếp, tâm hộ kiếp là cái tâm đó nó chỉ sanh diệt để giữ gìn cho cái đời sống mình nó được tồn tại liên tục cho tới khi nào chết thôi. Vậy là phải gần quá, hộ kiếp là hộ trì kiếp sống, hộ kiếp là hộ trì kiếp sống. Cảnh thanh sanh nhiều lần chứ phải lần đó, anh vô liên tục, anh vô đụng hộ kiếp rồi nó liên tục âm thanh mà nó đâu có ngưng. Liên tục cho tới khi nào mà hậu kiếp trở lại rồi, xong cái sanh lên lũi tiếp nó dài lắm, cái lỗ tâm thức này học với trình tâm này rất là mệt mỏi, chúng tôi cũng đang rầu cái vụ này, biết khi học tới đó biết sao đây, chỉ là tới đó tính ha, tới đó mình học tầm chậm nữa, học rề lại chứ xíu nữa, càng khó mình càng rề lại chậm lại. Rồi thấy Quy Nhi giơ tay mời. Dạ kính thưa thầy, hồi nãy giờ con nghe mấy bạn nói đó thầy, thì con thấy hình như là bà con hơi lộn xộn cái chỗ mà gọi là hear và listen đó thầy. Cái tiến trình này á, một cái là mình hear thôi, là cái chỗ mà thầy nói có tâm thức sanh thì lúc đó mới listen, tại bà con lộn hai cái chữ tiếng Việt đó với nhau, thành ra cứ nghĩ là tại sao mà nghe rồi một hồi lại nghe lần nữa đó thầy, thành ra Nguyên Trang mới nói nghe hai lần đó thầy. Dạ con xin xuống ạ. À, thì đúng rồi, bây giờ một cái âm thanh nó xanh lên nè, nghe kỹ là âm thanh nó xanh lên, nó đụng vô cái thần kinh nhĩ, đúng không, đụng vô thần kinh nhĩ xong nó mới truyền tín hiệu vô trong dòng tâm thức mình, cắt đứt cái dòng hộ kiếp đó, thì kháng ngũ môn xanh lên, xong rồi mới là nhĩ thức xanh lên để nghe tâm nhĩ thức xanh lên để nó nghe cái âm thanh đó, đúng không, là đây mình chỉ tính có một lỗ trình tâm thôi.
một nội tâm liên tục hết lỗ nội tâm rồi, nó khác với là âm thanh liên tục, nó đâu ngưng được âm thanh, mà nó là những cái sóng âm à, thì khi mà nhĩ thức sanh lên rồi mới tới là cái tiếp thu rồi quan sát rồi xác định rồi động tác sanh lên rồi rớt xuống hậu kiếp lại rồi sanh lên tiếp rồi bắt tiếp nữa âm thanh nữa, liên tục vậy à, thì như vậy. Bởi vì tại sao mà mình khi mình nghe tiếng động á, mình nghe tiếng động mà thường thường mình bị rơi vô tục đế là vậy. Mình nghe cho mình xác định ồ đây là âm thanh của cái này, âm thanh của cái kia, thì mình rơi qua cái tục đế rồi à, mà khi mình rơi qua tục đế rồi là mình không thể biết được pháp chân đế, không thể biết được pháp thực tính này đó. Bởi vì pháp thực tính là pháp của trí tuệ cao mà à, cho nên mình không thể biết được pháp thực tính, tại vì nó trải qua những cái lộ trình tâm nó quá dài là mình mới biết được cái âm thanh đó là âm thanh gì thôi à, cho nên mình không có chánh niệm tỉnh giác ở chỗ này. À, còn người ta có chánh niệm âm thanh vừa vô cái là trong vòng ví dụ như người chánh niệm trung bình á, thì có thể dài trăm ngàn lộ trình tâm mà ta biết được cái lộ trình tâm đó. Còn mình thì chắc cũng mấy triệu lộ trình tâm, cả chục triệu mình mới biết được, mà mình biết qua cái thực tế là phải tu tập chánh niệm liên tục để nó thu ngắn lại vậy đó, thu ngắn cái biết của mình về cái pháp thực tính rõ ràng hơn à, chính xác mình biết được pháp thực tính hơn. Còn thường thì mình cứ nghe, mình cứ biết âm thanh đó mà nó trải qua không biết bao nhiêu lộ trình tâm rồi à, cho nên đây là cái vấn đề mà mình gì đây vậy. Đâu có lúc thức vẫn có chứ, giờ bình thường cái tâm nó trôi chảy nó vẫn hết cái lộ trình tâm này, cái nó rơi vô kiếp rồi tới lộ trình tâm khác sẽ lên, nó vô hộ kiếp như vậy đó, chứ không phải ngủ hộ kiếp không. Ngủ hộ kiếp là người ta thí dụ để cho mình dễ hiểu thôi, ví dụ như mình lúc đó là không có cảnh, không có cảnh nào chui vô à, thì nó là hậu kiếp để cho mình dễ hiểu. Nhưng mà thật sự khi lộ trình tâm nó sanh lên là hết cái động tốc xong rớt lại hậu kiếp lại à, rớt vô hậu kiếp lại rồi cứ như vậy á, nó liên tục chứ đâu phải là mình ngủ với hậu kiếp. Tâm mình nó suy nghĩ hoài rồi mình điên luôn. nó hoạt động hoài mà không có hậu kiếp xen vô để cho nó quân bình tâm à, mình khùng lắm à, cho nên nhiều khi mình suy nghĩ nhiều quá mệt á, cần phải ngủ nghỉ ngơi á, để cho tâm mình trở lại quân bình, nó rơi vô hội kiếp lại cho nó bình thản lại à, đó là như vậy rồi à, còn ai thắc mắc gì đó không? Còn gì đó thì à, chúng ta tạm ngưng buổi học hôm nay à, mai học như này quá đủ ha, như này là thấy cả một cái pháp thâm sâu để chúng ta sẽ thấy được vấn đề rồi. Hôm nay do phước báo và tất cả chúng ta học được hôm nay là do cái phước này, nguyện cầu chúng ta cùng là cố gắng em, mình nguyện cầu cho tất cả phước báo mình học diệu pháp, nguyện cho chúng ta đừng bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo thứ nhất, thứ hai là nguyện cho chúng ta nếu còn trong vòng luân hồi sanh tử, nguyện luôn được sanh làm người làm trời à, và luôn gặp được chánh pháp. Và do phước báo này nguyện cho tất cả ta luôn được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thầy. Tao tu sắp ba măng galang rakan tu sắp ba đê ba ta sắp ba bút ta đu pha vê na sa ra sa ti pa quan tu tê. Tao tu sắp ba măng galang rakan tu sắp ba đê ba ta sắp ba tam ma đu pha vê na sa ra sa ti pa quan tu tê. Tao tu sắp ba măng galang rakan tu sắp ba đê ba ta sắp ba sang kha đu pha vê na sa ra sa ti pa quan tu tê. Tất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Sang Ca Nha. Rồi, xin chúc tất cả quý vị có được sự hưởng hương vị pháp bảo, được quan hỷ, luôn luôn tràn đầy những cái niềm vui trong pháp bảo. Hy vọng là bây giờ pháp sẽ đến cho quý vị không có bị trong cái tình trạng mà khô khan héo mòn, tất cả đều quan hỷ vui trong pháp, đó là niềm hạnh phúc của tất cả chúng ta. À, khi học pháp có được cái sự quan hệ rất là phước báo. À, là một tài giá. Rồi mời MC lên đọc kinh hồi hướng và chúng ta đóng rơm nha.
xin mời cả lớp cùng đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Pháp. Patida Naga Ya Devata Santi Vihara Vasini Tupe Kare Poti Kare Tain Tain Ta Thamma Dada Ne Thawan Tupu Chita Sotin Karote Tha Viha Dhamma Dale Dale Te Ra Chama Cha Naui Kha Vô Sara Ni Đà Phật Bà Sát Kha Gia Đề Sa Mi Gà Bà Trọc Bà Na Phụ Tà Sư Kỳ Đi Tà Phá Hoà Tư Tệ Chá Là Bố Chá về bi cha sanh cha ta atthau bi cha ya ni thamma chất yêu xa các đồng ca chi thăng hoa bồ gia thăm mô mát dòng bạc thả ta sẵn quân phá là tệ phá hoàn tu tệ để tăng cắt sư quy đi tăng quân nhà Di đằng hồ thu su khi ta tùng nhà tây di đằng nô nghe di đằng hồ thu su khi ta tùng nhà tây sa thu sa thu